Thì ok, hello tất cả anh em nha, lại là mình Sima đây anh em ơi. Tôi vừa phát hiện ra là giờ này mới làm đến giờ còn thức anh em à. What? Hiện tại là cũng gần nửa đêm rồi đấy. Nhưng mà tôi mới biết một điều là ngày mai chính là sinh nhật 15 anh em ơi. Chắc là nó đang kiểu thức cho qua ngày mới để nó đón sinh nhật anh em à. À đâu. Thì hồi chiều là tôi có mua cái Nintendo một kẹt khá là VIP anh em ơi. Bây giờ tôi ra cũng như là chúc mừng sinh nhật nó sẵn là tặng kẹt đó, coi như là làm quà sinh nhật luôn nha anh em à. Bây giờ anh em biết là kẹt 15 là kiểu bị ra na khóa anh em. Và bây giờ tôi vẫn chưa tìm được một kẹt mà có MB40 bích vàng cho nó luôn anh em ơi. Hy vọng là kẹt này là có anh em à. Ok, bây giờ thì đi thôi anh em ơi. Trời ơi, là trời giờ này giờ nào còn thức nữa. Còn cái nịt. Phải, trưởng thanh niên Lâm mới ra gặp mặt mình nó đòi quà anh em ơi. Hiện tại là anh vừa mua được một cái hạt của Nintendo ấy, nhưng mà hạt này chỉ giá là 400 triệu. Bây giờ là anh tặng quà sinh nhật cho em luôn. Mình nghe là Nintendo nói là bên trong có MB40 bích vàng anh em ơi. Nhưng mà không biết là Nintendo nói là có đúng sự thật không ấy. Nhưng mà dù gì là mình cũng đã mua cái hạt này rồi anh em ơi. Bây giờ là em muốn xem cái hạt này là có những gì không? Ok anh em ơi, hôm nay là sinh nhật 15 á, cho nên anh em đừng quên là comment là chúc mừng sinh nhật 15 nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha anh em ơi. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ vô review cái hạt đó cho anh em xem, sẵn là cho 15 xem là bên trong cái hạt đó là có gì nha. Hy vọng là có MB40 bích vàng với lại là bộ đồ cá mập là đủ rồi anh em ơi. Rồi đi nè. Hello, lại là mình Sima. Tàu con bà nó hài đây. Thì đây chính là cái hạt mà tôi đang có định là tặng cho 15 anh em ơi để làm quà sinh nhật cho nó nha. À, từ nãy tới giờ các bạn mà chưa có chúc mừng sinh nhật 15 thì nhớ là comment phía dưới giúp mình là chúc mừng sinh nhật 15 nha. Ok, bây giờ là tôi sẽ review bên trong cái hàng này cho anh em xem để xem là có cái nịt gì không anh em à. Hàng này thì level 81 luôn, trời ơi là trời. 33.699 like luôn anh em ơi, thứ gì mà chịu nổi luôn ấy. Ganh thì nói chung là cũng không có leo nhiều anh em ơi. Ok, bây giờ xem là thấy bố dao như thế nào nha. Ui, thấy bố dao là không mua nào anh em ơi, trắng không tì vết luôn ấy. Rồi bây giờ là xem nhện anh em ơi. Ui cũng luôn anh em ơi, 3.56 này cũng như là 50% tỷ lệ sọt và 70.066 kill. Trời ơi là trời gớm ghê ông nội. 70% tỷ lệ sọt và 30.723 kill. Ui tính ra là cái hàng này bắn ghê thật sự anh em ơi. Rồi bây giờ nhân vật nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 này anh em ơi. 13 này, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 nhân vật này. 19 này, 20, 21 này, 22 này, 23, 24 này, 25 này, 26 này, 27, 28 này, 29, 30, 31 này, 32 này, 33, 34 này, 35, 36 này, 37 này, 38 này, 39, 40, 41, 42 này anh em ơi. 43, 44 này, 45, 46 này, 47, 48 nhân vật này. 49 này, 50, 51, 52, 53, 54 này, 55, 56. Trời ơi là trời. Full nhân vật mà tôi ngồi tôi đếm như đúng rồi luôn ấy. Ôi con sông quê thật sự luôn. 1 này, 2, 3, 4 này, 5 này, 6 này anh em ơi. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 này, 13 này, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này, 19 này, 20, 21. Tổng hết luôn là có 21 con bét bên trong hàng này nha anh em ơi. Rồi thì cuối cùng là tôi đã cho anh em xem là phần nhân vật rồi, bây giờ là quan trọng nhất là phần tủ đồ anh em ơi. À, mũ lăng khách tím này cũng như là ma búp bê luôn nè anh em ơi. À, đầu trai ngố ngáo cái kiểu nữa này. À, tóc chuồng lam người lo nhện luôn anh em ơi. Samurai này, ma búp bê là đầy đủ luôn, BTS cái kiểu luôn anh em ơi. Tổng luôn là có 254 mô tóc cũng như là mũ nha. Ui, thích khách kim long là cũng có luôn nè anh em à. Khá là xịn luôn ấy. Có thêm là cái tóc của mấy thanh niên làm cái phân diện trong FIFA luôn anh em ơi. Đầu ác quỷ nữa này, cũng như là tóc gốc cơ nha. Rồi bây giờ là phần áo nha anh em ơi. Ui, 457 cái áo luôn, gớm ghê ông nội. Áo kim long cái kiểu nè anh em ơi, xịn sò con bò luôn này. Quay, tính ra là tôi thấy là cái hàng này khá là giàu luôn anh em ơi. Đúng như kiểu là xứng đáng cái số tiền mà tôi bỏ ra luôn ấy. Áo chơi hư luôn này, cũng như là áo thấy phiệt nè anh em ơi. Áo bông trắng nữa này, áo chơi châu luôn nè anh em à. Và áo khoác da biker luôn này. Phần này thì chính là phần áo free nha anh em ơi. Mấy cái áo này tôi nhớ không nhầm là nó nằm ở trong nhà quay vàng mà theo từng mùa. Rồi bây giờ là phần quần nha. Ui, quần hồng thiên này, quần thám hiểm luôn anh em ơi. Hai cái quần mà gọi là cực kỳ hiếm mà tôi thích luôn ấy. 279 cái quần nha anh em ơi. Nói chung là trong cái này thì nói chung là phần đồ quá VIP rồi anh em ơi. Không còn gì mà để chê luôn ấy, quần casino cái kiểu này. Bây giờ là phần giày dép nha anh em ơi. Dép bông gấu vàng này, từ từ tôi sẽ đi truy tìm là đôi giày siêu hacker, chính là đôi giày tủ của tôi anh em ơi. Hy vọng là có trong cái hạt này. Ok, có cái nệt luôn rồi anh em ơi. Nhưng mà có đôi giày phong cách 35 hay mang là cũng được rồi.
mắt kính với lại mặt nạ nha. Ui, mặt nạ chiến thần dung nham, tôi nhớ không nhầm là cái mặt nạ này là bảy đá ba băng vẽ anh em ơi. À, mặt nạ chúa hề nữa này, đấy mặt nạ này là tên nào hay mang anh em à. Rồi bây giờ là phần mặt nạ nam nha, tôi đếm xem là có bao nhiêu cái nha. 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15 này, 16 này, 17, 18 này, 19 này, 20, 21, 22, 23, 24 này anh em ơi, 25, 26, 27 này, 28 này, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 này. Tổng hết luôn là có 36 cái mặt nạ nam nha. Đây rồi, cá mập bay trong gió anh em ơi, ngon là trần đào này, bộ đồ đua xe này, cũng như là xét tu bạc anh em ơi, và khủng long bò sữa này, thiên nga dễ chết, và cuối cùng chính là ninja thằng hắc ô lộc, ninja thằng chết anh em ơi. Ok, thì đầu dự trữ tôi thấy là có 21 này, hành động thì tổng hết luôn là có 63. Adu, 63 cái hành động, nhưng mà tôi thấy là có cái hành động mà Kamehameha của Goku nè anh em ơi, khá là ngầu ấy, đi tăng gái thôi nhức cái nách luôn. 3 cái hành động trong sách chờ nữa này. Rồi bây giờ xem là sưu tập anh em ơi, 89 cái dù lượng đầu tiên này, adu được ló luôn này, cũng như là 118 cái ba lô nha. Ba lô gấu trúc nè anh em ơi, xịn sò con bò luôn này. Ba lô chú hề nhỏ gồng đen tôi vừa lướt qua luôn này. 89 cái hầm sát nha anh em ơi. Ui, phi vụ triệu đô cái kiểu này, cũng như là hầm sát thánh phòng luôn nè anh em à. Toàn những hầm sát xịn không ấy. Ăn này thì có 3 cái Skywin, nhưng mà tôi thấy là Skywin gồng này là tôi thích nhất luôn ấy. 2 cái cụ lại cụ bắp quá trưởng luôn anh em à. Cuối cùng chính là 100 cái ván nước nha anh em ơi. Ui, ván vịt vàng này nhìn ngầu thế nhỉ, mang cái kính đen nè anh em ơi. Đây chính là dàn siêu xe bên trong hạt này nha. Tính ra là dạng siêu xe hạt này là cũng uy tín đấy, nhưng mà đi đua với lại dạng siêu xe của chính tôi thôi. Tôi ép cái lên đọc cây ở luôn anh em ơi. 294 cái avatar này, cũng như là 455 cái nền. Ui, mỗi ngày trên một cái nền là phải hơn một năm mấy luôn anh em ơi. Đây chính là số con vẽ là còn dư nha, nhưng mà không có đá chế tác rồi anh em ơi, đen thế nhỉ. Ok, đây chính là số hồng súng anh em à. Thôi hôm nay tôi kiểu như là không mở hồng súng đâu anh em ơi, tại vì là dạo này tôi mở hồng súng chơi rượu chơi ra cái nịt quê thật sự luôn ấy. Rồi thì cuối cùng là tôi đã cho anh em xem là tất tần tật đồ nam bên trong ngày này rồi anh em ơi. Bây giờ xem đồ nữ nha, xem là có gì anh em ơi. Ok, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Bây giờ cho anh em xem của đồ nữ anh em ơi. Ui, mới vô tôi thấy là mặt nạ người nuôi thói ác anh em à, trời ơi là trời, cũng như là đầu thiên sứ tình yêu này. Tóc thỏ xinh các kiểu nè anh em ơi, phi vụ triệu đô luôn này. Lại là phi vụ triệu đô anh em ơi. Tính ra là bên trong cái hàng này toàn những cái tóc cực kỳ xịn đây. Thích khách kim hạt luôn nè anh em à. Cái này là bảy đá và ba băng vẽ nè anh em ơi. Tóc bao đài bao kiếp luôn này. Ui, toàn những cái áo mà cực kỳ là xịn sò con bò anh em ơi. Tính ra là cái hàng này là có đầu tư đồ nữ anh em à, không những là đồ nam đâu, nhưng mà tôi thấy là đồ nữ là cũng có đầu tư đấy, cực kỳ xịn luôn anh em ơi. Ok, phần này chính là phần đồ free rồi. Rồi bây giờ là phần quần anh em ơi, xem là có quần gì nha. Đây gọi anh em ơi, quần thám hiểm của nữ này. Theo như mà tôi thấy là cái hàng này là không còn chê gì nữa anh em ơi, phần đồ là quá vip luôn rồi đấy. Nhưng mà hy vọng là có MB40 bích vàng xuống tủ của bé Lâm anh em à. Không có thì thôi, đem dục bỏ luôn chứ còn gì nữa. Tại vì là mục đích của tôi là muốn là có một cái hạt mà có MB40 bích vàng xuống tủ bé Lâm anh em ơi. Và đó cũng là thương hiệu mà bé Lâm nó bắn là từ xưa tới nay luôn ấy. Như anh em cũng biết là từ ngày mà xuất hiện trên kênh của mình tới bây giờ là bé Lâm nó chỉ bắn mỗi cái cây skin là MB40 bích vàng ấy. Ok, mặt nạ bông thú quần lọn nè anh em ơi. Bạn nào mà có hạt mà có MB40 bích vàng mà muốn bán á, thì nhớ liên hệ cho tôi nha anh em ơi. Tôi kiểu mua để dự trù anh em à. Sau này thì bé Lâm nó có bị mất hạt á, tôi còn đưa cho nó chơi anh em ơi. 6 này, 7 này, 8, 9 này, 10, 11, 12, 13 này, 14, 15 này, 16 này, 17, 18 này, 19, 20, 21, 22 này, 23, 24 này, 25, 26, 27 này, 28, 29, 30, 31 này, 32, 33, 34, 35, 36 này, 37, 38, 39 này, 40, 41. Tổng hết luôn là có 41 cái mặt nạ nữ anh em ơi, khá là xịn luôn ấy. Đầu full nè, cá mập ở trong gió này, cũng như là bộ đồ đua xe nè anh em ơi. Bộ thỏ siêu công nghệ nữa này, cũng như là khủng long bò sữa anh em à. Quý bà cô chết này, và cuối cùng chính là bộ đồ thiên nga gãy cánh. Ủa lộn, thiên nga gãy chết anh em ơi, trời ơi là trời. Rồi, nói chung là phần đồ dự trữ này tôi thấy là cũng không có gì ngon ấy. Rồi bây giờ tôi cho anh em xem là súng nâng cấp anh em ơi, xem là cạc vip như này là có súng gì mà gọi là nâng cấp không nha. Ok, ế gì toàn phá không dễ ẩu đó ní. AK-47 gồng xanh này, level 6 này, UMP phong cách level 3 nè anh em ơi. Tôi không nghĩ là cạc vip như này, nhưng mà chỉ duy nhất một cây súng nâng cấp mà AK-47 anh em à, quái trưởng thật sự ấy. M41 đầu tiên là được 8 skin nè anh em ơi, cũng như là AK-47 thông minh luôn là có 9 skin này. Đây AK gồng lửa là có luôn nha anh em ơi. M14 là được 4 skin nha. Sự ca tổng hết luôn là có 6 skin này.
râu da tôi thấy là được 5 skin nha anh em ơi. Đấy, xịn sò con bò luôn. Format tôi thấy luôn là có 6 skin này, format mặt cờ gồng luôn này. M8 tôi thấy là được 4 skin. N94 tổng thấy luôn là có 8 skin nha anh em ơi. Phalesma thì cũng được 4 skin này, được của ló này. AUG thì tổng thấy luôn là có 6 skin nha. Burrowfall thì được 5 skin nè anh em ơi. Ui, hoàng tử máu này trời ơi, ngầu vậy. Chim bưu cá là được 3 skin và cuối cùng là 1 skin G36 nha. Ok, súng trường tầm xa thì ếch kết đầu tiên là được 6 skin này. Chim gỗ kiến là cũng được 3 skin luôn anh em ơi. Và cuối cùng chính là 4 skin AC80 nha. Ok, bây giờ là súng máy nha anh em ơi. M249 đầu tiên tôi thấy là được 3 skin này. Cũng như là M60 tôi thấy là cũng được 3 skin luôn. Cuối cùng là 1 skin súng máy cốt lỗi đồng nha. Tiểu liên thì UMP đầu tiên là 12 skin luôn. UMP quái thú nè anh em ơi. Được thế nhì. MV5 thì tổng hết luôn là có 8 skin nha anh em ơi. VSS thì cũng được là 5 skin này. Cũng khá là xịn này. MB40 là được 5 skin. Không có MB40 bích vàng anh em ơi. Trời ơi là trời, tức thật sự luôn ấy. B90 là được 7 skin này. Cũng như là CG15 thì được 1 skin nè anh em ơi. Thompson là được 3 skin. Vector là được 3 skin này. Và M10 tôi thấy là được 3 skin luôn. Cuối cùng chính là 2 skin của Bion nha anh em ơi. Rồi bây giờ là sắp danh nha anh em ơi, xem là có gì nha. Ok, M1014 đầu tiên là được 7 skin này. Cũng như là Sabat tôi thấy là được 6 skin này. M1807 tôi thấy là được 4 skin anh em ơi. Hỏa nổ luôn, gấp dễ. M7 là được 4 skin nha. Và cuối cùng chính là 1 skin của súng sạc anh em ơi. Ok, AKM tôi thấy là được 5 skin này. AKM báo đốm luôn này. K98 là được 4 skin. M82B tôi thấy là được 2 skin này. M24 là cũng được 1 skin luôn. Và cuối cùng chính là 1 skin súng ấm điện nha anh em ơi. Đây chính là dàn súng lục bên trong mặt này nha. Ui, cây nào cũng có skin luôn. Vãi nồi vậy. Ok, cận chiến nha anh em ơi. 15 cái chảo này, chảo đô la nè anh em ơi. Chảo vàng đâu, trời ơi, năn nỉ luôn ấy. Rồi xong, không có luôn anh em ơi. Tôi thích chảo vàng nhưng mà cuộc đời không cho tôi kiểu như thấy cái chảo vàng anh em à. Dao là có 17 skin này. Ok, gãy bóng chày tôi thấy là được 19 skin nha anh em ơi. Gãy dù vịt vàng này khá là xịn luôn. Kiếm katana tổng hết luôn là có 9 skin nha anh em ơi. Được cò ló luôn này. Lưỡi hái tổng hết luôn là có 4 skin nha anh em ơi. Và cuối cùng chính là 1 skin của phi dao nha. Rồi bây giờ nắm đấm anh em ơi. Ui, duy nhất một cái hỏa quyền thôi anh em à. Lựu đạn nha. 51 cái lựu đạn bên trong mặt này. Á đù thật sự luôn anh em ơi. Mặt này chính là nhà buôn lậu lựu đạn chính hiệu gọi anh em à. Nhiều kinh điển luôn ấy. Ui, toàn những chế lựu đạn mà phải nói là từ đại xa xưa với lại là cực kỳ xịn luôn nè anh em ơi. Bơm keo tổng hết luôn là có 17 này. Uầy, tính ra là bơm keo là hạt này là kiểu tôi full luôn anh em ơi. Bởi vì cái hạt chính tôi là nó full bơm keo luôn rồi đấy. Thành ra là bơm keo nào tôi cũng có luôn. Và nếu như mà anh em trùng với lại là chế bơm keo nào á thì nhớ là comment ở dưới cho anh biết nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nha. Phần cuối cùng này, không có nỏ này mà B9 là được 1 skin nha. Và cuối cùng chính là 1 skin của Galen Cấm Quân anh em ơi. Ok, thì tôi đã cho anh em xem là tất tần tật bên trong cái hàng này rồi. Nhưng mà tức một điều là không có MB40 bích vàng anh em ơi. Đấy, trưởng thật sự luôn ấy. Nói chung là tôi cũng đã lỡ mua cái hàng này rồi anh em mà. Nhưng mà tặng cho M5 thì không có MB40 bích vàng. Thì cũng giống như là cái hàng mà đầu tiên tôi cho nó thôi anh em ơi. Tức thật sự luôn ấy. Thôi nói chung là ngày mai tôi sẽ đi mua một cái gì đó mà gọi là tặng quà sinh nhật cho nó nha anh em ơi. Còn ghi cái hàng này thì tôi sẽ tặng cho một bạn nào mà gọi là may mắn nhất trên kênh của tôi mà bị mất hạt ấy. Thì nhớ là comment ID game phía dưới nha, tôi xem là của anh em có bị mất không ấy. Thì tôi kết bạn cũng như là tặng hạt nha anh em ơi. Nhưng mà anh em nhớ là lên shop si mà viết trong kênh của mình cũng như là quen cương nha. Đừng lên nữa là tôi ghiếm phần comment nha anh em ơi. Ok, còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau.